Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nha. Đậu xanh. Ủa ơi, nãy giờ thì team mình đang lùa theo cái thanh niên này, nhưng mà không hiểu sao thì bạn này chạy khá là nhanh luôn, và team mình thì chưa có lùa theo được. Đậu xanh. Ông gì ơi, ông chạy chậm vừa thôi chứ ông chạy nhanh thế làm sao mà team tôi lùa kịp được. Đậu xanh thiên nhiên. Ủa ơi, ủa ơi, sợ quá cơ này, xong luôn. Thế là mình đã knock xong được thanh niên này. Đậu xanh này. Ok, một kill đầu tiên dành cho Sĩ Kẹo. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi Leo Rank, team có 3 người thôi nha mọi người. Leo Rank squad nhưng mà chỉ có 3 người. Ủa ơi, à bên dưới lại có người nữa hả? Ok, chờ xíu. Và đây chính là thanh niên sát thủ. Nhưng mà thôi kệ anh em ạ, tôi chạy xuống để một mình ăn mạng luôn. Nào nào, mấy thanh niên đâu hết cả rồi. À kia rồi, thấy rồi nha, đậu xanh. Rồi, chạy đến chiến luôn. Kia hả? Ui giời ơi này. Xong, knock 1. Ui, gì vậy? Trời ơi, vẫn đang còn người hả? Thôi xong, tận 2 thằng cả. Đúng rồi, mấy ông chạy xuống hạ gục cái thằng sau lều. Rồi, cứu tôi luôn. Ui giời, 2 cân 1 này. 2 cân 1 thì không chuột cũng khỏe. Đấy, biết ngay mà. Rồi, nhanh cứu tôi. Ơ, đậu xanh, đang cứu sao lại không cứu nữa vậy? Ơ, lại còn hai ông đứng yên để lút đồ luôn. Cái quần què gì vậy? Nhanh cứu tôi. What the hell. Anh em ơi, tôi quá buồn luôn. Cái team này ngày hôm nay chơi kiểu rất là ngáo chó luôn nhá mọi người. Rồi chạy thôi. À mình cũng phải lút đồ cái đã. Trời ơi mấy ông này, lút sạch luôn. Không trở lại cho mình một cái túi thuốc nào luôn. Đậu xanh lại bị bắn kìa. Kìa kìa, nó sau lưng ông kìa. Ui giời, vẫn đừng cứu được hả? Quay lại chiến luôn. Vâng, sát thủ thì hiện tại cũng đang bị gục rồi. Ok, cứu tôi sau đó thì cứu thanh niên sát thủ luôn. Đấy, lúc nãy thì cứu tôi sớm thì không cứu. Hai ông này kiểu là sợ mình lút đồ nhanh quá, hết sạch đồ, nên là lút đồ xong mới chịu cứu mình cơ. Thế là bị bắn lén một phát là gục cả hai thanh niên luôn. Sát thủ thì cũng đã bị gục luôn. May mắn là thanh niên Huân Nhi thì vẫn có khả năng gánh team, và hiện tại thì team mình vẫn đang còn đầy đủ tận 3 người nha mọi người. Ở đây, chỗ này thì chúng ta sẽ có rất nhiều đạn súng trường này. Ok, và cái khẩu súng tự liên thì mình sẽ đổi sang cái khẩu súng MP40 nha. Bình thường là mình chơi quen cái khẩu này hơn. Với lại thì sấy khẩu này nó đã tay hơn mọi người ạ. Vì là tốc độ bắn súng của cái khẩu súng tiểu liên MP40 thì nó quá là nhanh luôn. Nhiều lúc mà mình cầm cái khẩu súng tiểu liên MP40 mà solo với mấy cái khẩu súng dòng shotgun như kiểu là M1813 này, M1014 này, hoặc là Spec-12 mới ra trong game thì phải nói là MP40 sấy vẫn rất là đã tay luôn nha mọi người. Cái này là tùy các bạn thôi. Bạn nào mà chơi quen mấy cái khẩu shotgun thì sẽ thấy cảm giác là shotgun bắn ok hơn. Còn mình thì mình thích chơi cái khẩu súng tiểu liên này hơn. Ôi, trời ơi, nhanh lên xe. Chỉ có mỗi là chờ ông tôi phanh lại xe cái mà đâm thẳng xe vào tảng đá luôn. Cái đậu xanh. Không sao, đây, xe của chúng ta thì vẫn có thể chạy ok được. Nhưng mà xe bị tụt dốc. Đấy, tôi không có thể dừng lại được. Vậy thì chạy xuống hẳn dưới này. Xong rồi lên xe tôi chở luôn. Ok. Ok đậu xanh. Có mỗi cái việc lên xe thôi mà cũng không xong. Nhanh lên xe. Anh em thấy gì chưa? Ở ngay phía trước mặt chúng ta thì sẽ có một cái hòm thính luôn. Và tất nhiên là tôi sẽ chạy qua để lượm luôn rồi. Ngại gì mà không lượm. Đây, chạy ra chỗ hòm thính để lấy súng chất chơi game nha mọi người. Vâng, chúng ta đang đến rất là gần với cái hòm thính kia rồi. Ok. Ui giời. Đây, hòm thính đây chứ đâu nha mọi người. Rồi, nhảy xuống. Xem nào tôi có thể lượm được súng gì đây. À, M249 ngon. Khẩu này thì mình thấy là bắn kể cả là tầm xa hay tầm gần thì cũng khá là ok. Đặc biệt là M249 thì nó vô cùng là nhiều đạn nữa. Một băng đạn của cái khẩu súng M249 thì lên đến là 100 viên nha mọi người. Đấy, sấy mãi, sấy cả xe lẫn người thì mới hết đạn nha. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là team của mình sẽ chạy thử qua cái khu vực chỗ này. Sau đó thì vòng qua cây cầu và từ đập thủy điện sẽ chạy sang cái chỗ làng làng đó người ta gọi là làng gốm nha mọi người. Đấy, lâu rồi. Không phải là lâu rồi không chơi, mà là lâu lâu thì mình quên. Đâu phải là lúc nào thì mình cũng nhớ được từng vị trí ở trên bản đồ đâu. Đây, chạy qua cầu này. Chạy qua cầu bên này thì chúng ta sẽ là cái điểm giữa của làng gốm với lại cái chỗ kia người ta gọi là cái gì vậy anh em? Ồ, mình quên mất tiêu luôn á.
Thề luôn, lâu lâu chơi game cũng quên. À, chỗ này người ta gọi là cảng lớn này. Vâng, chúng ta sẽ chạy vào trong làng gốm kia đã. Đây, và hiện tại thì đồ đồ thính của mình đã sử dụng được rồi nha. Vứt tạm chỗ này đó và ngồi trong nhà canh thôi nha mọi người. À, đạn xuống chỗ này, ngon. Đây, tôi sẽ ngồi tạm ở đây và chờ khi nào cái drone thính rơi xuống thì mình nhá. Chỉ cần là chạy ra ngoài và lượm cái thính này thôi. Vâng, nhưng mà thính vẫn chưa rơi. À đây, có thêm đạn tiểu liên này. Đấy, thế là bây giờ mình mới có 30 viên đạn tiểu liên. Không là lúc nãy là chẳng có viên đạn tiểu liên nào luôn. Ấy, thính gì mà rơi lâu vậy? Thế luôn. À, kia rồi. Chạy qua hốt luôn nào. Ui, ngon. Có cả chảo với lại bộ đồ cỏ này. Úi giời, ngon quá cơ. Chúng ta lại có thêm cái bộ đồ bụi cây. Ui, đậu xanh. Úi giời, mấy ông kia, khốn nạn thật. Tôi thề luôn, tôi vừa mặc được cái bộ đồ bụi cây một chút xíu mà mấy ông bắn nát luôn cả bộ đồ bụi cây. Thề luôn, đậu xanh. Rồi, xây cho nó luôn. Ơ kìa. Trời ơi, ở ngoài thì vẫn đang còn một thanh niên nữa. Kiểu này chắc là nguyên team người ta ở cái khu vực cảng lớn rồi. Đậu xanh. Nhanh Huân Nhi. Đây, vào Huân Nhi thì chạy sang để cứu tôi. Ok. Rồi, bây giờ còn ai nữa không vậy? À, như là mấy thằng bạn mình bắn quá nhanh nên là hạ gục tất cả những thanh niên ở chỗ kia rồi. Ok, và tôi thì đang hết máu nữa. Nên là bây giờ thì tôi sẽ phải chạy ra để kiếm máu thôi. Phải kiếm cho mình được những tục thương để tôi có thể bơm máu cái đã. Đây, hai tục thương. Đứng tại chỗ này bơm luôn. Mong rằng là trong lúc mình đang bơm máu thì không có ông nào kiểu là lấy xe đâm mình thì thôi xong, xác định. Xác định là trong trận này thì sĩ kẹo sẽ phải ra đi sớm nha mọi người. Không biết là ở ngoài thì mấy thằng bạn của mình nó có chừa cho mình được cái đồ gì nữa không. Bình thường là team mình loot đồ rất là nhanh. À, vẫn đang còn rất là nhiều đồ nha mọi người. Mình sẽ đổi lại cái khẩu Ska đây. Nhưng mà cơ bản là mình đổi cái khẩu súng Ska để có thể kiểu là ngắm bắn một cách tốt hơn, đặc biệt là bắn headshot nha. Còn lại thì M249 là nhiều khi các bạn sới nhanh quá là bắn headshot cũng khá là khó khăn. Ok, thêm tục cứu thương. Thế là bây giờ hiện tại mình đã có tận 8 tục cứu thương rồi. Từ một thanh niên nghèo mà chưa có tục cứu thương nào thì đấy, bây giờ là có tận 8 tục cứu thương luôn. Và đây, dùng xong túi này chắc là chỉ còn lại, đấy, chỉ còn lại 7 tục cứu thương thôi. Ok, và trong này có xe này. Có xe thì chúng ta sẽ lấy xe để chạy luôn. Ngại gì mà phải đi bộ. Đây, hai ông kia, chạy qua rồi tôi chở đi luôn. Nhanh nào. Huân Nhi đã vào xe. Bây giờ là chờ sát thủ vào xe. Ok. Mình nghĩ là chúng ta nên chạy vào trong cái vùng an toàn thôi nha mọi người. Trong này kiểu gì là cũng có rất là đông những thanh niên. Vì là hiện tại thì vùng an toàn của chúng ta đã thu khá là nhỏ rồi. Và đây chính là, hình như là tôi nhớ không nhầm là đây chính là cái lần thu boa thứ hai nha. Đâu rồi? Khu này có team nào không vậy? Nếu như mà có thanh niên nào thì chúng ta sẽ nhảy xuống để chiến luôn. Hello, ở chỗ này còn ai không vậy? Thề luôn, hiện tại là mình vẫn chưa thấy có ai. Không khí ở chỗ này vẫn đang khá là yên bình nha mọi người. À, có hòn thính nữa hả? Rồi, chạy qua để xúc luôn nha mọi người. Đây, mình sẽ dựng xe ở chỗ này. Và tất nhiên là chạy bộ xuống để lượm thính thôi nha mọi người. Đấy, không là mấy thằng bạn của mình nó nhanh tay là mình còn không kịp lượm thính nữa cơ. Đậu xanh. Vâng, sát thủ quá nhanh tay và bạn ấy đã lượm được cái khẩu súng AWM rồi nha mọi người. Tránh ghê vậy. Và mình thì thừa một cái nòng giảm thanh. Ok, mình sẽ vứt cái nòng giảm thanh cho sát thủ. Xong chưa ông? Chúng ta tiếp tục lên xe để chạy thôi. Ấy, gì vậy? Không hiểu sao thì con xe của chúng ta lại bị mắc kẹt rồi. Cái đậu xanh. Bây giờ không biết là làm thế nào để có thể gỡ xe ra. Hay là đi bộ đi mấy ông ơi. Ơ kìa, mấy thằng bạn của mình thì đang tìm cách để gỡ xe ra. Úi giời ơi, mấy ông làm gì vậy? Không biết là nằm xuống gầm xe để làm gì nữa. Thề luôn, vô cùng là very funny. Cái đậu xanh. Tôi cũng nằm xuống luôn. Tôi lại ngại công quá cơ. Lên xe nào. Đây, gỡ thử xe ra ngoài không biết là có được hay không. À, được rồi, được rồi. Nhưng mà hình như là lại bị mắc kẹt rồi anh em ạ. Đậu xanh. Trời ơi, phi xe vào chỗ này công nhận là khá là khoai nha mọi người. Chạy xe xuống cái là bây giờ là không chạy xe được lên. À đây, hình như là đang tiến lên rồi. What the hell? Cái gì vậy?
cái quần què gì vậy? Trời ơi, ông nào ông nào mà lại vứt cả cái tảng băng xuống dưới kia vậy? Cái đậu xanh, phá băng thôi nha mọi người. Phá băng để gỡ xe ra thôi. À ok, hình như là xe của chúng ta như kiểu là thoát nạn rồi nha mọi người. Mình cứ tưởng là sẽ mắc kẹt và chúng ta sẽ không thể chạy con xe này được rồi nữa chứ. Rồi ok. Ok, bây giờ sát thủ chạy lên trên để đón luôn Huân Nhi. Nhanh. Ui giời ơi, công nhận leo dốc chậm thật anh em ạ. Chậm quá thể đáng luôn. Đây, sĩ kẹo sẽ trở thành người lái xe. Đấy, quá hay luôn nha. Thế là chúng ta lại có con xe vàng mã để đi rồi. Quay đậu xanh. Anh em ơi, cái gì mà làm sao mà Motorjack nó lại chạy nhanh vậy? Ấy, thanh niên này hack hả? Không hack mà làm sao mà xe công nhận nó chạy nhanh cái củng luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Chạy rất là ảo diệu luôn. Tôi thề tôi không hiểu là cái chuyện gì đang diễn ra tại đây nữa. What the hell, cái gì vậy? Mình sẽ nhảy xuống để sấy luôn. Sấy luôn xe sao phải ngại. Ấy, tận 3 thanh niên cơ hả? Ghê vậy, ghê vậy. Úi giời ơi, hạ gục từng thanh niên một luôn. Thanh niên. Úi giời, quá hay. Ok. Thế là xong. Sĩ kẹo đã có cho mình được thêm một mạng tiếp theo. Ây, bo thu rồi kìa. Tôi nghĩ là chúng ta nên chạy luôn thôi. Và xe Motorjack thì cũng đã nát rồi, nên là thôi, chúng ta phải chạy bộ. Ôi, đậu xanh, có người ở phía trên hả? Hình như là... Ui, hai thanh niên luôn. Hạ gục từng thằng một luôn. Đúng rồi, sát thủ nhảy xuống xe sấy luôn. Sao phải ngại. Vâng, như vậy là Huân Nhi vừa đâm thêm được một thanh niên nữa. Chạy lên chỗ này thử coi nào. Ây, đậu xanh. Ui giời ơi, sát thủ không hiểu cái gì mà bắn khá là nhanh luôn nha mọi người. Tôi vừa nhìn thấy được thanh niên kia một phát cái là sát thủ đã hạ gục xong rồi. Mình còn chưa kịp hỗ trợ đồng đội luôn. Ok, mình sẽ phải bơm máu cái đã anh em ạ. Vâng, hiện tại thì vùng an toàn thu càng ngày càng nhỏ, mà chỉ còn lại có 3 thanh niên thôi. Tôi nghĩ là chắc là chỉ còn 1 hoặc 2 team gì đó thôi nha mọi người. À, mấy ông thấy người rồi hả? Đâu vậy? Tôi thì vẫn chưa thấy luôn. À, kia rồi, thấy rồi nha. Thấy một thanh niên rồi nha. Ui, thanh niên này. Ơ mày, như là có tận 2 thanh niên cơ hả? Ok, hạ gục từng thanh niên một luôn. Và có ngay một thằng ở sau gốc cây hướng 150 độ luôn. What the hell? Kia hả? Ui, thanh niên, làm gì mà núp ghê vậy? Ok, thế là đã xong. Sĩ kẹo đã có cho mình được 4 mạng. Và bây giờ, anh em nhìn thấy gì chưa? Còn lại 4 người. Trong khi đó thì team mình còn tận 3 người thôi xong. Thanh niên này chuẩn bị lại xác định với team của mình rồi. Làm sao mà một có thể cân được 3 thanh niên đội mình. Ok, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên tìm luôn thanh niên cuối cùng. Đấy, tìm xem là thanh niên cuối cùng của chúng ta đang ở chỗ nào thì hạ gục nó luôn và giành lấy top 1 thôi. Đâu rồi thanh niên? Thôi xong rồi, anh nghĩ là gặp team anh thì chú kiểu gì cũng tắt điện thôi. Đâu, chỗ nào? À, anh em thấy chưa nhỉ? À, chân này hả? Ok, tôi chạy qua ngay, yên tâm. À, mình chưa thấy luôn. À, chỗ kia. Xong luôn, nhân giống rồi nha mọi người. Ok, lại thêm được một trận top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.